Nếu như bạn đã có theo dõi video top những chiếc máy đáng mua nhất năm 2023 của Mark One thì có lẽ bạn cũng sẽ bị thu hút bởi hai chiếc máy này, MacBook Air M1 và MacBook Air M2. Nếu xét trên góc độ là máy mới nhé, thì trong line laptop của Apple, đây sẽ là hai chiếc máy rẻ nhất và cũng là hai sản phẩm best seller của Mark One, cả hai chiếc máy này luôn. Và đến đây các bạn sẽ có một câu hỏi, đó là M1 đã cũ rồi chưa? M2 có xứng đáng để chúng ta bỏ thêm 8 triệu đồng so với cả thiết bị tiền nhiệm này hay không? Thì hãy tìm hiểu ngay trong video này nhé. Mình là Trường, đây là Mark One, bắt đầu thôi. Và nhìn vào đây thôi, chúng ta có thể thấy được ngay sự khác biệt, sự phân hóa rõ ràng giữa hai chiếc máy này. Và đây là sự thay đổi lớn nhất và có lẽ là gần đây nhất trong các sản phẩm MacBook từ 2020 lên 2022. Chiếc E2020 thì chúng ta sẽ có thiết kế vát về cuối, tức là sẽ có cái độ nghiêng, hơi nghiêng một chút ở cái bàn phím về phía chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta gõ phím, cảm giác gõ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều, bởi vì là cái phần phím nó hướng về chúng ta mà. Nhìn sang phía đối diện, E2022 thiết kế vuông hơn, không còn vát như là 2020 nữa. Nhưng mà khi mà mình trải nghiệm qua cả hai máy này một thời gian rất là dài rồi, thì mình cảm thấy rằng cái việc mà gõ phím ở trên chiếc E2022 không gặp vấn đề và không gặp trở ngại gì cả. Nó cũng không cảm giác là khó chịu hơn so với cả E2020. Và cái cảm giác gõ này nó cũng rất là giống với cả những chiếc MacBook Pro. Bởi vì Pro thì cái phần quạt tản nhiệt bên trong nó cũng làm máy dày hơn, và cái phần vát nó cũng không có nữa. Nên là cảm giác gõ ở trên chiếc E2022 này khá là tương tự với chiếc Pro 13 inch. Nên là cũng không có vấn đề gì đâu. Nên là nhìn chung về việc mà gõ phím thì hai chiếc này gọi là xem nhau về cái phần bật phím cắt kéo. Còn về ngoại hình thì có lẽ một cái máy mà nó trendy hơn thì mình vẫn sẽ cộng một điểm cho E2022. Các yếu tố khác như là về độ sáng màn hình, về loa, camera hay là độ đẩy bàn phím thì gần như hai chiếc máy này nó cũng tương đồng nhau thôi, nếu như bạn là một người không quá là khắt khe trong việc mà lựa chọn máy, bởi vì là cái thông số nó nhỉnh hơn một chút xíu thôi mà, bỏ qua đi. Và cái này thì mình sẽ không nói đến nhiều nữa. Ở trong các video trước thì mình cũng đã có đánh giá rồi, các bạn có thể xem lại. Nhưng mà tiệm chung thì các cái phần mà mình vừa liệt kê bên trên thì không khác gì nhau nhiều đâu. Sau những gì mình được chia sẻ bởi những người dùng cả M1 và có cả M2 luôn, cùng với đó chính bản thân mình cũng đã sử dụng hai chiếc máy này hàng ngày, bây giờ mình có thể khẳng định được rằng hai chiếc máy này đã bắt đầu có sự phân hóa nhìn thấy được ở trên hiệu năng của cả hai chiếc. Mình có test CPU qua việc render video ở trên cả hai chiếc máy luôn. Đây là một video mình xuất ra dưới dạng 4K, vì vậy nên là hai chiếc máy này thực ra không phải là quá chuyên trong việc là làm video của mình. Ngay từ đoạn đầu tiên chúng ta có thể thấy được ngay cái sự khác biệt giữa hai máy. Ở chiếc M2 chúng ta render đã được 35% rồi, và ở chiếc M1 chỉ mới là 23% mà thôi, và với thời gian là hơn 1 phút. Và để xem cái thời gian lâu hơn nữa thì hai chiếc máy này có cái sự khác biệt gì nữa không nhá. Đến đây chúng ta bắt đầu thấy cái sự chênh lệch rất là rõ ràng rồi. Ngày trước thì cái việc mà mình render video nó không khác nhau, không chênh nhau nhiều như thế này đâu. Hai máy sẽ lên rất là đồng đều với nhau. Tuy nhiên thì ở đây, chiếc M2 của chúng ta đang có cái tốc độ render rất nhanh. Hiện tại là đang khoảng 84% rồi. Còn ở chiếc M1 mới chỉ đang là 50% thôi, và đang khá là chậm. Vâng, 98% ở M2 và 70% ở M1. Cái sự chênh lệch có thể là rất rõ ràng, 100% rồi. Và như vậy là M2 đã hoàn thành với khoảng hơn 5 phút mà thôi, khoảng 5 phút rưỡi. Còn để chúng ta xem M1 sẽ bao giờ xong nhé. Ok, 100%, và chiếc M1 đã hoàn thành trong khoảng 8 phút, hơn 5 phút một chút. Như vậy là cái khoảng cách về thời gian, chiếc M2 là khoảng 5 phút rưỡi, còn chiếc M1 là 8 phút. Như vậy là chúng ta có độ chênh lệch khá nhiều, là khoảng 2 phút. 2 phút giữa một cái video 4 phút như thế này là một con số khá nhiều đấy. Và như mình đã nói, nó đã có sự khác biệt có thể nhìn thấy được. Ngày trước khi mà chúng ta test render video ở trên hai chiếc máy này thì gần như là cái thời gian là không chênh lệch nhau nhiều. Nhưng bây giờ sự chênh lệch đã có. Và nếu như các bạn đang hướng đến làm thiết kế, đồ họa hoặc là làm video mà cần máy E thì nên chọn M2 là chắc chắn rồi đấy. Một cái nữa được mọi người cũng quan tâm rất nhiều, đó là về tốc độ đọc SSD ở trên M2. Thì bây giờ nhân tiện test thì mình cũng sẽ test luôn.
Thực ra thì trong thực tế mình sử dụng ấy thì cũng không thấy khó chịu gì giữa M2 và M1 đâu. Bởi vì cơ bản thì cái thời gian nó chênh nhau cũng không phải là quá nhiều. Và mình cũng không phải dùng hai máy này song song với nhau để mà căn kê xem máy nào nhanh hơn máy nào. Nó vẫn phục vụ công việc cho mình tốt thì mình cứ sử dụng thôi. Nào, bây giờ chúng ta test thử với M1 trước nhá. File này hiện tại đang là 9GB, 9,92GB. Và bây giờ mình sẽ copy ra luôn về máy. Bắt đầu này. Cũng gần xong rồi đấy, khoảng 1 phút 40 giây. Nào để xem có đến 2 phút không nào. Ok, 1 phút 49 giây. Rồi mình làm tròn 50 đi cho tròn nhá. 1 phút 50 giây. Và bây giờ để xem thử xem M2 của chúng ta sẽ như thế nào này. M2 đây rồi. Và bây giờ mình mở lại file này. 9,2GB. Ok nhá, test thôi. Vâng, rất bất ngờ, thời gian gần như là bằng nhau luôn đấy mọi người nhá. Một chiếc M1 ban nãy mình vừa làm tròn, mình xin lỗi, bây giờ mình không làm tròn được nữa. 1 phút 49 giây dành cho M1 và cũng là 1 phút 49 giây dành cho M2. Như vậy là qua mấy cái bài test gọi là ở trên app đi, thì chúng ta có thể thấy lý thuyết có thể là hai chiếc máy này có thể là tốc độ nó không giống nhau. Nhưng ở việc sử dụng thì đấy, như mình đã nói là hai chiếc máy mình không dùng song song cùng một lúc nhiều. Nhưng mà cái việc mà mình sử dụng M2 nó cũng không cảm thấy cho mình khó chịu. Và hóa ra là hai chiếc máy này tốc độ nó còn bằng nhau luôn. Thì tốc độ SSD không phải vấn đề ở trên M2. Nên là M2 cũng là một chiếc máy rất đáng tiền đấy nhá. Một lời khen rất lớn dành cho M2 trước. M2 là một chiếc máy mà mình đang sở hữu, sử dụng hàng ngày và liên tục luôn. Vì vậy nên mình đã có được các cái trải nghiệm vô cùng tốt ở trên pin của chiếc máy này. Ở đây thì mình đã không có số liệu đầy đủ. Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay thì cũng có một cái bảng thống kê số liệu về pin trong ngày luôn để cho mọi người có thể xem. Thì ở đây mọi người có thể thấy là pin mình sử dụng trong ngày bắt đầu rút sạc từ 9 giờ, hơn 9 giờ một chút. Và bắt đầu sử dụng liên tục nhé, liên tục luôn. Từ 9 giờ sáng đến tận hiện tại đang là 17 giờ 10 phút. Tức là khoảng hơn 7 tiếng đi, làm tròn là 7 tiếng. 7 tiếng đồng hồ và pin của mình đang là 61%. 40% pin mà sử dụng 7 tiếng đồng hồ liên tục thì mọi người thấy được là cái pin nó kinh khủng như thế nào rồi đấy. Không cần nói đến việc là chúng ta có thể sử dụng được bao lâu nhá. Pin chiếc này dùng cả ngày là có thể. Mặc dù là pin mình sử dụng máy cũng không phải là quá nặng đâu. Những cái công việc mình làm thì sẽ là tìm kiếm thông tin này. Soạn văn bản, soạn kịch bản cho các video YouTube. Thì ở đây mọi người có thể thấy về cái bảng thống kê. Ở trên Safari mình tìm kiếm thông tin nó khoảng 2 tiếng 45 phút, tức là cũng gần 3 tiếng rồi. Tìm kiếm thêm một số thông tin nữa ở trên YouTube và cũng giải trí qua thì nó khoảng gần 1 tiếng 52 phút này. Và soạn thảo kịch bản khoảng 1 tiếng rưỡi. Như vậy là trong một ngày này còn ngoài ra còn rất nhiều công việc ở bên dưới nữa. Nên là việc mà chúng ta có thể sử dụng được chiếc máy này cả ngày là một cái điều gì đó có thể nhá, cho những người làm văn phòng. Còn nếu mà các bạn sử dụng để làm thêm về đồ họa nhẹ 2D, làm thêm video thì cái thời lượng pin nó cũng sẽ có thể là thấp xuống thôi, nhưng mà cũng không thấp hơn nhiều đâu, trừ khi bạn làm việc nó quá nặng. Về phía còn lại M1 thì mình được trải nghiệm gần như là những cái máy ở cửa hàng Mark One thôi. Những máy này thì đã là máy đã qua sử dụng bởi vì là máy trưng bày mà, nên là cũng đã được sử dụng rất là nhiều. Tuy nhiên thì pin của nó vẫn tốt, pin 100%. Như vậy thì mình sử dụng cái chiếc máy này hết một ca làm việc, thường ca của mình sẽ khoảng 8 tiếng mình sử dụng chiếc máy này, pin nó cũng tụt không nhiều và gần như nó cũng rất là xem với cả chiếc M2, bởi vì là không có sử dụng được là liên tục ở trên chiếc máy này nên mình vẫn không có một cái gì đấy gọi là chính xác hẳn so với cả chiếc M2 này. Nhưng mà nói chung ở trên chiếc M1 pin cũng khá là ok, hết một ca làm việc sử dụng pin vẫn đang còn rất nhiều, từ 100% mà mình sử dụng xuống nó còn loanh quanh khoảng 50-60% vẫn là ok. Và các cái công việc mà mình sử dụng trên chiếc M1 này cũng gần như tương tự với cả M2. Có chăng thì là cũng sẽ có chỉnh sửa nhẹ, đôi khi mà mình rảnh có thể chỉnh sửa nhẹ ảnh ở trên này nữa là pin cũng sẽ thấp hơn. Nhưng mà dù sao, chốt lại thì ở trên pin của hai chiếc máy này đều trâu và rất trâu, nằm trên những công việc văn phòng. Còn ngoài ra về chỉnh sửa hình ảnh, làm đồ họa thì cái này các bạn vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên khuyến khích là bởi vì đây là một chiếc máy E, thường nó sẽ thiên hướng về làm văn phòng hơn, nên hãy cắm sạc khi mà chúng ta sử dụng cho các công việc mà nó nặng hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái phần chốt nhất ở trong video này. Câu hỏi từ đầu video: M1 đã cũ hay chưa?
và M2 có xứng đáng với 8 triệu chênh hơn với thiết bị tín nhiệm của nó hay không? Cả hai câu hỏi đều có chung một câu trả lời là mới. M1 đã cũ, vâng, nhưng cũ về thiết kế. Còn tất cả các phần còn lại về hiệu năng, về pin, về tất cả trải nghiệm ở trên máy đều tốt ở trong những cái việc mà nó có thể làm được. Một chiếc máy tối giản cho việc làm văn phòng, hiệu năng vẫn rất cao, pin vẫn rất trâu và đặc biệt là vẫn có thể xử lý được các công việc ngoài cái phạm vi mà nó hướng đến chính ở trên chiếc MacBook Air này. Code, làm ảnh, làm video, máy này đều làm được và ở mức vừa phải trên một chiếc máy mà không qua tản nhiệt. Còn quay sang M2, thiết kế mới, ok. Có chip mới, mạnh hơn, đúng. Và nó sẽ có thể tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn. Ngoài việc là văn phòng ra, các đối tượng về làm đồ họa bán chuyên, họ có thể sử dụng chiếc máy này được, rất thoải mái. Bởi vì con chip đã mạnh hơn với nhiều bóng bán dẫn hơn. GPU cũng tăng thêm là 8 nhân GPU ở trên bản Base 8256 và có thể up lên 10 GPU ở trên những cái bản cao hơn về RAM và ổ cứng. Như vậy thì đây cũng là một chiếc máy có thể tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn nữa. Nếu như các bạn chưa có sở hữu bất kỳ một chiếc MacBook nào và bây giờ bắt đầu đi lựa chọn thì hãy nên cân nhắc M2 bây giờ là một lựa chọn tốt hơn tại thời điểm này. Còn nếu như bạn vẫn đang sở hữu M1 hoặc là chỉ có tài chính để lựa chọn M1 mà thôi thì vâng, cứ lựa chọn nó đi, không vấn đề gì cả. Tất cả những cái điều ở bên trên đều vẫn đang còn rất là tốt cho một chiếc máy đã từ năm 2020 như thế này và vẫn đang có máy mới. Đây vẫn đang thật sự là một món hời dành cho các bạn nếu mà muốn sử dụng MacBook. Còn ý kiến của các bạn như thế nào về hai chiếc máy này, hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment nha. Và đừng quên để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của MacOne. Đây sẽ là động lực rất lớn của chúng mình để ra thêm nhiều video chất lượng hơn đấy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.